Em Dương Ô Tô Thái Nguyên xin kính chào toàn thể quý vị, anh chị và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đến với video tiếp theo của em. Hôm nay thì em sẽ lên sóng một cái mẫu xe mà nhà em mới về. Trước mặt mọi người đây là chiếc Mercedes C200. Chiếc này được sản xuất năm 2009. Chiếc xe sử dụng khối động cơ 1.8 turbo, số tự động và đã lăn bánh được hơn 8 vạn mai. Và chiếc xe này bên salon nhà em đang chào bán với mức giá là 410 triệu, bao rút hồ sơ cho các bác. Còn về chất lượng của xe thì bên em cam kết là không đâm va tai nạn, không ngập nước, keo chỉ zin cả xe, hộp số và động cơ là nguyên bản. Bên em có cam kết trên văn bản cho các bác nhé. Và các bác có thể chắc cũng đã biết là cái dòng Mercedes xe thì nó cực kỳ là lành. Và đồ đạc của nó thì nó là dòng phổ thông nên là đồ đạc bảo dưỡng, sửa chữa thì nó cực kỳ là hợp lý nhá các bác nhá. Nó rất là lành. Chi phí sửa chữa bảo dưỡng thì cũng rất là rẻ thôi. Chiếc xe 200 này màu xám. Màu xám titan hay là còn gọi là màu xám lông chuột. Xe thì rất là đẹp. Xe về thì bên em đã tỉa qua một số chỗ vết xước bé bé ở trước sau và đánh bóng cả xe các bác nhé. Xe sử dụng thì không thể tránh khỏi những cái vết xước bé bé đó. Còn về đâm va tai nạn thì bên em cam kết là không có nha các bác nhé. Bác nào mà đang quan tâm dòng này thì alo cho em theo số là 0968 288 444. Em tên là Dương ở Thái Nguyên. Nhà em thì vẫn còn một chiếc Mercedes 200 đời 2010 màu đỏ và một chiếc C230 đời 2008 cũng màu xám này các bác nhé. Những xe đấy thì em có video chi tiết rồi. Bác nào quan tâm thì tìm đến danh mục video trong kênh của em nhé. Và trước khi đi vào chi tiết video thì các bác nào mà chưa đăng ký kênh của em thì vui lòng ấn nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới video và bấm vào hình quả chuông để được nhận thông báo khi mà em lên video mới nhất nhé. Em sẽ đi cho các bác xem phong dáng của chiếc Mercedes này. Mercedes thì phong dáng của nó cực kỳ là đẹp rồi. Nhìn rất là sang trọng. Một chiếc sedan hạng sang đến từ thương hiệu của Mercedes của Đức. Màu xám rất là đẹp. Đây cái ánh nắng buổi chiều nó rọi vào đây. Các bác có thể quan sát này. Nhìn nó rất là rực rỡ, rất là đẹp luôn. C200 Compisol. Đấy. Compisol. Các bác nào mà chưa va chạm, chưa đi đến dòng mẹt này thì cũng khó. Vì trước giờ thì các bác luôn nghĩ là cái dòng mẹt đi thì chi phí sửa chữa nó rất là đắt đỏ. Và mức tiêu hao nhiên liệu của nó thì các bác cứ nghĩ là nó tốn xăng. Nhưng mà thực tế thì cái xe C200 này nó sử dụng khối động cơ là 1.8. Và cái mức tiêu hao nhiên liệu của Mercedes thì nó cực kỳ là nó tối ưu tốt các bác nhá. Nó tối ưu tốt, cái khối động cơ nó tối ưu tốt nên là tiêu hao nhiên liệu trước này nó dưới 10 lít các bác nhá. Dưới 10 lít ạ. Một chiếc xe rất là lành, ăn rất là ít xăng mà lại có thương hiệu của Đức Mercedes. Ngôi sao ba cánh này thì tất nhiên là ai biết đến ô tô thì cũng ao ước là có được rồi. Qua 5 tháng sử dụng chiếc xe còn rất là đẹp các bác nhá, không hề lỗi mốt. Nhìn vẫn rất là sang trọng. Em sẽ cho các bác đi chi tiết vào từng bộ phận một trong chiếc xe nhé các bác nhé. Trước tiên là phần đầu xe, chính giữa là cái mặt ca lăng và phía trên có logo của Mercedes này. Mặt ca lăng thì được mạ những thanh chrome này, rất là sáng bóng, rất là đẹp các bác nhé. Và hai bên cụm đèn pha thì được trang bị bóng đèn xenon, đèn siêu sáng cho ánh sáng cực kỳ là sáng các bác nhé.
rất là sáng luôn cái bóng này. Và phía dưới thì các bác có thể thấy đây là cái hệ thống rửa đèn pha các bác nhé, rửa đèn pha trang bị cho cả hai bên. Bóng đèn thì không có hiện tượng ố vàng hay rạn nứt gì các bác nhé. Đây này, bóng rất là trong này, trong vắt luôn nha các bác nhá. Hai bên đều là trang bị rửa đèn pha và có cảm biến va chạm phía trước nhé. Đây có cảm biến va chạm phía trước này, trang bị rất là nhiều cảm biến trước đây. Đây ạ, 6 mắt cảm biến các bác nhá. Đèn phía dưới là đèn sương mù. Và các bác có thể quan sát là những cái thanh mạ chrome qua 5 tháng mà nó vẫn còn rất là đẹp này, rất là sáng. Cái viền bóng đèn cũng rất là đẹp này, đường mạ chrome rất là sáng bóng luôn. Đây các bác nhìn cái góc này thì nó cực kỳ là đẹp luôn. Một chiếc xe nhìn rất là sang trọng. Với cái giá tiền 410 triệu bên em bao rút hồ sơ và có thương lượng nhẹ cho các bác nhé. Bộ la răng của chiếc xe này thì được trang bị bộ la răng đa chấu sơn màu bạc ánh kim. Bản lốp của chiếc này là 205/55 R16, sử dụng la răng đa chấu màu 16 inch các bác nhé. Bộ lốp Michelin, 4 lốp Michelin nha các bác nhé. Ở phía đây có chữ Elegant này. Đó. Xi nhan tích hợp trên gương, xi nhan hình lưỡi rắn các bác nhé. Sơn xi rất là đẹp này, các bác có thể quan sát này. Những cái thanh mạ chrome này rất là sáng bóng các bác nhé, cực kỳ sáng luôn. Về chất lượng của xe thì bên em cam kết là không có đâm va tai nạn, không ngập nước. Nội ngoại thất chiếc xe này rất là đẹp nha các bác nhé. 4 quả lốp Michelin còn rất là dày, ta lông vẫn còn các bác nhé. Đây la răng thì không có bị chảy xước gì các bác nhé, rất là đẹp luôn. Chiếc xe này về các bác chỉ sẵn dùng thôi, không phải làm gì. Phía sau đây là cụm đèn hậu của xe, đèn còn rất là đẹp, đèn full led này. Đây là đèn lùi các bác nhé, hai bên đèn rất là trong sáng, không ố vàng, không rạn nứt nhá. Cái logo xe 200 này chữ còn rất là bóng bẩy, không có bị ố các bác nhá. Logo sau ba cánh này, Compesso. Phía sau thì được trang bị 4 mắt cảm biến lùi, phía trước trang bị 6 mắt và phía sau là 4 nha các bác nhá. Đây cảm biến va chạm phía sau, dọc theo đây là cái đường mạ chrome rất là sáng bóng này. Một chiếc xe cực kỳ là chất. Bác nào có nhu cầu thì vui lòng alo cho em. Số điện thoại của em là 0968 288 444. Em tên là Dương ở Thái Nguyên. Bác nào mà chưa đăng ký kênh của em thì vui lòng ấn nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới video và bấm vào hình quả chuông để được nhận thông báo khi mà em đăng video mới nhất nhé. Giờ thì em sẽ cho các bác đi vào phần nội thất của xe. Trước tiên thì em sẽ cho các bác xem 4 cái táp ly cửa trước nhé. Keo chỉ thì em sẽ không quay đến nữa vì keo chỉ thì em cam kết là zin cả xe rồi. Các bác có thể đến và test thoải mái nhé. Đây, cái táp ly cửa này em sẽ quay chi tiết nhất có thể cho các bác xem. Đây là 4 cái tổng nâng hạ kính này. Và hệ thống gương kính chỉnh điện, cụp điện ở đây các bác nhé. Nhựa còn rất là đẹp các bác nhé. Tiếp đến là cái cửa phía sau. Nói chung là tắp đi cửa còn rất là đẹp đây, các bác có thể nhìn thấy này. Nhựa nhìn còn rất là đẹp, vân còn rất là rõ rệt nha các bác nhé. Không có bị mờ, không có bị chóc một chỗ nào các bác nhé.
rất là đẹp luôn. Em sẽ quay bốn cái tắp ly cửa trước cho các bác quan sát. Nói chung là một chiếc xe tắp lô tắp ly và nội ngoại thất rất là đẹp. Đây. Bản này nó trang bị cho ta cái ốp vần gỗ này. Đây. Ốp vần gỗ. Em quay này các bác quan sát cho kỹ nhá. Rất là đẹp luôn. Đây ạ. Các chi tiết nhựa không bị mài mòn theo thời gian các bác nhé. Rất là đẹp. Mẹc thì nó luôn hướng đến cho người dùng cái sự êm ái, vận hành êm ái, cảm giác lái rất là thật và cách âm thì cực kỳ là tốt. Đây, các bác có thể quan sát này, cái tắp ly rất là đẹp, cái phần vân gỗ này và cái phần nẹp chrome bé bé đây, rất là sáng, rất là sạch sẽ, đẹp đẽ các bác nhé. Mẹc thì họ hướng đến cái sự êm ái, vận hành êm ái, cách âm tốt, không gian ngồi thoải mái, rộng rãi. Chiếc này các bác đi gia đình thì cũng rất là hợp lý thôi. Xăng thì ăn rất là hợp lý, nó không quá 10 lít các bác nhá. Đi đường trường thì nó chỉ ăn vào 7 lít rưỡi đến 8 lít. Còn đường hỗn hợp thì nó vào khoảng 9 đến 9 lít rưỡi các bác nhé. Xe trang bị nội thất nguyên bản màu ghi sáng nhá. Đây, ghế rất là sạch này. Rất là đẹp đây, các bác có thể quan sát là cái mặt ghế này. Cực kỳ đẹp nha các bác nhá. Ghế zin trong xe đây. Ngồi 8 vạn mai. Hai ghế còn rất là đẹp luôn, không có hiện tượng nhăn nhầu luôn, rất là căng. Tìm được một chiếc mẹt đời 2009 nào mà ghế còn được đẹp thế này thì cực kỳ là hiếm các bác nhá. Rất là hiếm luôn. Ghế trang bị ghế chỉnh điện này. Vô lăng 4 chấu tích hợp bàn phím. Các phím điều hướng tăng giảm âm lượng và có ra lệnh giọng nói nhá. Qua 5 tháng thì những cái phím bấm này nó đã bị chóc sơn này. Cái này thì chúng ta sơn lại đơn giản nhá các bác nhá. Những cái phím bấm này vẩy sơn rất là đơn giản thôi. Hệ thống đèn chúng ta đèn auto nhá. Có đèn auto. Và có cả cruise control nhá. Đây ạ. Đây là ga tự động các bác nhá. Có cả ga tự động. Đây là cần số này. Có cả chế độ thể thao các bác nhé. Nói chung là nội thất trước này thì cực kỳ là đẹp rồi. Đây, ghế da các thứ các bác nhìn này. Nó căng, rất là căng luôn. Nó không hề bị trùng, không hề bị nhăn các bác nhé. Nội thất trước này cực kỳ là đẹp. Đây, hàng ghế sau này. Ghế rất là căng luôn. Đây ạ. Đây mọi chi tiết này, bật lên xuống này. Thường xuyên nhắm vào đây nhưng mà các bác có thể nhìn thấy là nó cực kỳ là sạch này. Không hề bị xước gì các bác nhá. Chủ xe đi rất là giữ gìn. Đây này, những chi tiết mà chúng ta hay nhẫm chân vào và các cánh cửa này, những cái chỗ mà chúng ta tay nắm cửa này, nó không bị mòn các bác nhá. Một chiếc xe đi rất là ít luôn. Ghế này, ghế rất là căng luôn này. Không có bị nhăn nhầu gì nhá các bác nhá. Và phía sau thì ngồi cực kỳ rộng rãi. Và nó trang bị cho chúng ta cái cửa gió điều hòa phía sau này. Đời 2009 mà nó đã trang bị cho cái hàng ghế thứ hai có được cái điều hòa phía sau. Rất là tiện ích. Những chiếc xe đời mới bây giờ thì có rất là nhiều xe nó chưa có cái hàng ghế, cái cửa gió điều hòa phía sau các bác nhá. Rồi trên chiếc Mẹc này thì nó đã có. Nội thất trước này rất là đẹp, ngoại thất cũng cực kỳ là đẹp. Đây, các bác có thể quan sát này. Táp lô đây. Rất là đẹp nhá. Táp lô, táp ly. Chiếc xe này trang bị cho chúng ta là 8 túi khí các bác nhá. 8 túi khí ạ. Cột A, cột B, cột C, cột D. Và túi khí vô lăng và táp lô bên phụ.
túi khí ghế hai bên nữa các bác nhá. Trang bị rất là nhiều túi khí luôn. Đây ạ. Về cái độ an toàn của xe mẹc thì chúng ta không cần phải bàn nữa rồi. Xe mẹc luôn hướng đến sự an toàn cho người tiêu dùng. Vận hành thì rất là êm ái, cách âm cực kỳ là tốt, đi rất là đầm chắc các bác nhá. Và máy thì cực kỳ là bốc. Và cái dòng mẹc xe thì nó cực kỳ là lành. Xe đời 2009 trang bị cho ta cái đầu CD 9 đĩa. Đầu CD 9 đĩa các bác nhá. Và hệ thống điều hòa là điều hòa auto. Hai vùng độc lập các bác nhá. Điều hòa auto hai vùng độc lập đây ạ. Điều hòa auto hai vùng độc lập. Vô lăng thì rất là đẹp, chỉ có mấy cái phím bấm là nó bị chóc sơn thôi. Cái này xử lý rất là đơn giản các bác nhá. Đây là trần trần nỉ nguyên bản của xe này. Nó còn cực kỳ là sáng, rất là đẹp luôn. Rất là đẹp các bác nhá. Đây túi khí này, trang bị túi khí ở cột này. Xe rất là đẹp. Ghế chỉnh điện thì cái độ ngả này và cái độ bơm ghế lên thì nó hoàn toàn là bằng điện, nhưng mà kéo lên kéo xuống thì nó vẫn bằng cơ các bạn nhé. Trượt lên trượt xuống thì nó vẫn sử dụng là bằng cơ thôi cho cả hai bên. Cửa giả thì đóng cực kỳ là chắc chắn rồi. Dòng mẹt thì chúng ta biết là nó thân vỏ nó cực kỳ là dày dặn chắc chắn. Khung gầm cực kỳ là chắc chắn nha các bác nhá. Đi rất là đầm. Táp lô đây rất đẹp luôn này, các bác có thể quan sát này. Cực kỳ là đẹp nhá. Em sẽ cho bác xem cái phần khối động cơ của xe nhé. Cam kết với các bác là xe không có lỗi. Hộp số và động cơ là nguyên bản nhé. Chiếc xe này thì phanh tay nó nằm ở vị trí này các bác nhé. Đây, chúng ta đạp chân vào. Và lúc muốn nhả phanh tay thì chúng ta sẽ kéo ở đây nhé các bác nhé. Giờ em sẽ mở cái khoang máy ra cho bác xem. Em quay video thì không chỉnh sửa, không cắt ghép, nên là mọi chi tiết và của xe thì em quay cực kỳ là thực tế. Để cho các bác xem nó được khách quan hơn. Em quay một mình nên là mở cái lắp cabo nó cũng khá là phức tạp. Các bác đợi em chút nhé để em mở cái lắp cabo. Rất là khó. Một mình em quay không có ai mở cái lắp cabo nên là rất là khó mở. Thôi bỏ qua cái phần khoang máy nhá. Máy thì cam kết với các bác là không có qua sửa chữa một mục gì nhá các bác nhá. Em quay một mình khá là khó mở cái lắp cabo. Máy thì rất là khô ráo, nổ rất là êm. Không có hiện tượng ẩm dầu hay là bị có dấu hiệu của sửa chữa các bác nhá. Cam kết với các bác là động cơ zin. Giờ thì em cũng xin phép là kết thúc video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo nhé. Hôm nay thì em đã gửi đến các bác video chi tiết của chiếc mạc xe 200 đời 2009, chạy hơn 8 vạn mai. Và bên em đang bán chào bán chiếc xe này với giá là 410 triệu. Bác nào mà có nhu cầu thì vui lòng alo xem theo số là 0968 288 444. Em tên là Dương ở Thái Nguyên. Ok, cảm ơn các bác đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.